Cha ơi, cha về với con đi cha ơi. Con xin cha về với con đi cha ơi. Con lại cha. Con xin cô. Cha ơi, con lại cô. Con xin cha. Con lại cha. Cha ơi, về với con đi cha. Con nghèo. Đáng coi, mày mất dạy vậy. Mày kêu tao về đây rồi mày nói cái gì vậy? Tao cha mày nè. Cha tôi linh quá trời luôn. Ê, sao mày không kêu cốt nội mày vô giặt đi? Trời ơi, chết từ đời nào sao biết kêu má. Cha con nè cha. Mày sao... kêu tao về đây làm gì? Cha ơi, à, con xin cha về đây. Cha ơi, cha giúp cứu con với, con khổ quá cha ơi. Con thiếu nợ, con khổ quá cha ơi. Lúc mà tao còn sống, mày báo tao chưa đủ sao? Hả, bao nhiêu tiền cũ của tao mày đem đi cho người ta hết. Rồi bây giờ mày kêu tao làm về gì nữa? Cha ơi, giờ con thiếu nợ, con không có tiền cha ơi. Cho con số tiền con cha nợ cha ơi. Tao đi rồi mày còn không tha cho tao nữa hả Phương Heo? Cha ơi cha, tao không có còn tiền bạc gì đó ra. Tao đi rồi là coi như hết rồi. Con cha ơi, con nhớ năm đó cha có một hũ vàng bự lắm mà cha. Cha trốn đâu cha? Cha ngoài cha gì bà nội? Gì vậy? Cha gì đây? Ủa cái gì nhìn tôi như vậy? Hồi nãy cha tao về mà. Không biết gì hết. Có tỉnh rồi kìa. Sao rồi? Cô cho con gặp cha con lần nữa đi cô. Hồi nãy cha con mới về mà cô. Con mệt quá con ơi. Cô ơi, con xin cô, con chưa kịp nói gì hết trơn. Cô đương tình, thôi con gặp cha con lần nữa đi cô. Sáng giờ cô chưa ăn cái gì hết trơn. Dạ. Cô ơi, cô giúp con lần này đi rồi con đi mua đồ ăn cho cô. Con cũng thêm cho cô. Chết, tôi quên đem tiền rồi chị. Cho tôi mượn đỡ già chăm đi. Cô ơi, cô còn xin nhân cho cô. Nhưng cô làm thành với cô. Cái này là không phải cô lấy. Dạ. Mà cô dâng lên trên để có sức làm giúp con. Dạ, vậy thì con xin nhân nhờ cô. Nhờ cô để chuyển lên giùm con. Dạ. Cô cũng còn đi cô, cho con gặp cha con đi cô. Không được ơi, cô còn mệt lắm. Chưa có đủ á mọi người ơi, mọi người giúp tao không cho đi. Thôi, lối xóm mà. Thôi em cho chị mượn chỉ vàng đi. Mai về chị tính lại cho. Em cho chị mượn chỉ vàng. Dạ đi cô, hay chúng làm thành. Thôi như vậy cô cũng con đi cô. Con mà còn có tiền nữa. Rồi thật con xin hết dâng lên cô, con trả lễ cho cô thêm cô. Cha. Cha ơi. Cha. Cái gì nữa vậy Phương? Cha ơi, con khổ quá cha ơi. Sao mày báo tao hoài vậy? Mày kêu tao lên đây làm cái gì nữa? Cha ơi, con khổ quá, giờ con nợ nần. Người ta quánh con quá trời. Cha ơi, cha cứu con đi. Cho con xin số tiền. Mày đeo vàng nhiêu đó mày kêu cứu là cứu làm sao? Nhân giả không mà cha ơi. Con nhân giả không mà. Người ta đánh con quá trời. Cha cứu con đi cha ơi. Phiền thiệt luôn á, chết cũng không yên với mày nữa. Cha, còn nhớ hồi đó cha. Lúc đó, còn sống á, còn nhớ cha có một hũ vàng á cha. Cha để đâu cha, cha chôn đâu cha. Cứu cho con đi cha ơi. Mày nên nhớ, có tài, có đức, sức mà ăn nghe không? Dạ, con biết rồi, con nghe lời cha. Mày là tao thấy không có tài đó, còn có cái đức để sống rồi đó con. Dạ. Cái này nè, cái này là con dâng lên nè. Để cô trình lên á, là chuyển lên á, bồi dưỡng đó cha. Rồi còn nữa là con nhân nữa. Nhiêu đây của mày bồi dưỡng gì hả? Dạ. Mày muốn kêu tao lên để mày hỏi cái vụ vàng thôi đó hả Phương? Hả? Dạ, chứ giờ cha chết rồi. Cha cũng đâu có xài được đâu. Con khổ mà cha, hũ vàng năm đó cha. Mày cũng nói tao biết tao chết rồi hả? Mày biết chết là hết không? Dạ. Không có còn cha con gì nữa hết trơn á. Nhưng mà tại tao thương mày nên tao mới lên đây. Dạ. Vàng á, cha giấu ở dưới cái giường của cha. Nhưng mà cha chôn xuống đất nữa, khoảng 1 mét. Mày đào lên hết, sẽ thấy cái hũ. Nhưng mà mày nhớ nghe không, trả lễ người ta đàng hoàng. Cha, vậy là mình đập cái nhà lên hả cha? Sao mày ngu quá vậy Phương? Đập cái chỗ đó thôi, mày đập cái nhà làm chi? Dạ thì đập lên mình phá, đập lên mình mới lấy hũ vàng đó hả cha? Khỏi đập, khỏi lấy nữa. Dạ con biết rồi. Chị ba
bà dặn là phải trả lễ thêm á, để tôi cho bà mượn thêm nha. Biết rồi chị. Trời ơi, tôi đào được hũ vàng cha tôi á, để dưới giường á, chị nghe cha tôi về nói là cho tôi biết mượn, rồi cho tôi mượn thêm đi. Tôi về tôi đào được vừa nhiều lắm á. Cô vàng nè cô. Đó, con gửi cô để cô Dân chuyển lên á, để mà bồi dưỡng á cô. Để đây đây. Cái này là không phải của cô nha. Dạ, dạ. Không biết. Đứng lại đó. Mấy người biết hai người này là lừa đảo không? Âm mưu chiếm đoạt cái tài sản của mấy người đó. Cái gì vậy ông? Trời ơi, cha tôi về á. Nè, thằng này đâu quen biết, nó kêu Phương heo trên tỏ tên tuổi đàng hoàng luôn, nói gì vậy? Bà ơi bà, trước khi bà tới đây bà có nêu tên tuổi bà không? Cho bà biết không? Có. Đúng rồi. Thì vậy còn cái gì nữa đâu mà thắc mắc nữa? Hai người này là muốn lừa đảo mấy bà đó. Con gái tôi tới đây chữa bệnh nè, bà cho uống nước thánh gì đó. Bây giờ nhỏ nằm cấp cứu bệnh viện kìa. Trời ơi. Ông này vô đây vậy? Tôi đã kêu công an xã tới rồi đó. Dạ. Đang đứng trước cửa đó. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh ba. Đứa lừa đảo rồi. Mọi người đứng bên ba đi. Đứng lên lên. Bây giờ có một số thành phần lợi dụng mỹ tính gì đoan để lừa đảo bà con. Bà con phải cẩn thận tỉnh táo. Nếu không là mất tiền mất của nữa. Không phải trên phim mới có, ngoài đời cũng có đó nha quý vị.